Trong khoảng 2 tuần qua, lực lượng Nga tuyên bố đã phá hủy một số xe tăng Abram và xe chiến đấu bộ binh Bradley do Ukraine vận hành, cũng như hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS do Mỹ viện trợ cho Kiev. Nga đã vài lần tuyên bố phá hủy hệ thống HIMARS sau khi chúng được chuyển đến Ukraine vào mùa hè năm 2022. Nhưng đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội đầu tháng này dường như lần đầu tiên xác nhận việc Ukraine mất hệ thống HIMARS. Bộ Quốc phòng Nga ngày 13 tháng 3 công bố đoạn phim cho thấy một cuộc tấn công bằng bom chùm vào các trực thăng vận tải của Ukraine ở Donetsk. Hai trong số ba chiếc trực thăng đã bị phá hủy. Trước đó ngày 9 tháng 3, hệ thống Patriot cũng nằm trong số những vũ khí bị phá hủy trong cuộc không kích bằng tên lửa Iskander của Nga ở Donetsk. Patriot là một trong những hệ thống vũ khí hiện đại nhất Washington đã cung cấp cho Kiev cho đến nay. Theo số liệu của Bộ Quốc phòng Nga, tính đến ngày 11 tháng 3, lực lượng Nga đã phá hủy ít nhất 3 xe tăng Abram do Ukraine vận hành. Những chiếc xe tăng Abram do Mỹ sản xuất cũng chịu chung số phận như xe tăng Leopard và Challenger 2 mà phương Tây đã cung cấp cho Ukraine trước đó. Ông Igor Korotchenko, tổng biên tập tạp chí quốc phòng của Nga nói rằng, không có phương tiện bọc thép phương Tây nào là bất khả xâm phạm trước vũ khí Nga. Cho rằng, dù các nước phương Tây có thừa nhận hay không, thì Ukraine chính là nghĩa địa cho các vũ khí tiên tiến của NATO. Giới chuyên gia cho rằng, các cuộc tấn công của Nga vào các hệ thống vũ khí hiện đại do phương Tây cung cấp cho Ukraine cho thấy, Moscow đang thích nghi về chúng. Nó cũng cho thấy những lỗ hổng do kho vũ khí phụ thuộc vào phương Tây của Ukraine. Ông Federic Manten, nhà phân tích của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Hogwarts cho rằng, có vẻ như phía Nga đã rút ra bài học và thích ứng trên chiến trường. Theo ông Manten, tấn công nhanh chóng các hệ thống vũ khí quan trọng của Ukraine sau khi xác định được vị trí của chúng là một phần quan trọng của chiến tranh hiện đại và sẽ thật kỳ lạ nếu Nga không làm được như vậy sau 2 năm kinh nghiệm. Ivan Stupak, cựu quan chức cơ quan an ninh Ukraine và từng là cố vấn cho Ủy ban an ninh, quốc phòng và tình báo của Quốc hội Ukraine cho biết thêm, Nga đã triển khai các chiến lược mới trên chiến trường và chúng đã chứng tỏ được hiệu quả. Các máy bay không người lái chính xác của Nga liên tiếp tuần tra trên khắp chiến trường và tiếp cận từ phía sau phòng tuyến của Ukraine chúng ngay lập tức truyền dữ liệu mục tiêu Ukraine cho các đơn vị tên lửa của Nga. Tên lửa của Nga có thể tấn công những mục tiêu đó chỉ trong vài phút. Bà Marina Miron, một nhà nghiên cứu thuộc khoa nghiên cứu chiến tranh tại King College London cho rằng, Nga đã cải thiện khả năng tình báo, giám sát và trinh sát thông qua việc tận dụng các hệ thống tác chiến điện tử cũng như máy bay không người lái. Bên cạnh đó, Moscow cũng đã cải thiện độ chính xác của tên lửa. Cũng có những yếu tố khác có phần vào thành công gần đây của Nga. Theo bà Miron, Nga đã có thể nắm giữ được quyền kiểm soát bầu trời nhất định để triển khai các loại tên lửa mới mà Ukraine có đánh chặn. Việc Ukraine thiếu các hệ thống phòng không trên mặt đất cũng có phần dẫn đến điều này. Nga đã đạt được những bước tiến về phương Tây trong những tháng gần đây, bao gồm cả việc kiểm soát thành phố chiến lược Adipka ở Donetsk vào giữa tháng 2. Ukraine vẫn đang chật vật trận đà tiến của Nga trong bối cảnh thiếu cả vũ khí và nhân lực. Theo bà Miron, những loại xe tăng như Abram chỉ mới được đưa ra tiền tuyến gần đây vì Ukraine đã giữ chúng lại do những hạn chế của ký ép trong khả năng ngụy trang cho các thiết bị quan trọng. Thực tế, xe tăng hạng nặng của phương Tây cũng không phù hợp với địa hình lầy lộ trên khắp Ukraine. Tuy nhiên, tình hình chiến trường thay đổi buộc Ukraine phải sử dụng những thiết bị cụ thể của phương Tây khi Nga tiến hành các cuộc tấn công trên toàn chiến tuyến. Những yếu tố trên kết hợp với nhau đã đem lại cơ hội cho Nga để phá hủy các hệ thống vũ khí mà phương Tây cung cấp cho Ukraine. Trong khi đó, Ukraine bị đẩy vào tình thế nước sôi lửa bỏng, khi vừa thiếu nhân lực, vừa thiếu vũ khí để đối phó với lực lượng Nga. Giữa lúc viện trợ từ phương Tây ngày càng nhỏ giọt. Ngành công nghiệp quốc phòng trong nước không thể đáp ứng nhu cầu chiến trường của Ukraine, trong khi kỳ ép phụ thuộc nhiều vào nguồn viện trợ của phương Tây. Có viện trợ bổ sung của Mỹ cho Ukraine vẫn đang bế tắc tại quốc hội. Lầu năm góc ngày 12 tháng 3 đã công bố gói viện trợ trị giá 300 triệu đô la Mỹ cho Ukraine nhưng khoản tiền này chỉ có thể lấp khoảng trống trong ngắn hạn. Thư kỳ báo chí đầu nông góc Pat Ryder nhấn mạnh, có viện trợ của quốc phòng Mỹ cung cấp các khả năng khẩn cấp cho lực lượng Ukraine, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Cách duy nhất để đáp ứng nhu cầu chiến trường của Ukraine là quốc hội Mỹ nhanh chóng thông qua có viện trợ bổ sung. Cựu quan chức an ninh Ukraine Stupak cho rằng, điểm mấu chốt là Ukraine cần phải có số lượng lớn hệ thống tác chiến điện tử để gây nhiễu nhiều máy bay không người lái trinh sát của Nga nhằm bảo vệ các khí tài quan trọng của ép. Ukraine cũng cần các hệ thống radar để phát hiện những máy bay trinh sát này khi chúng đến gần. Các nhà phân tích thuộc Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISV có trụ sở tại Mỹ cho rằng, lực lượng Nga có thể sẽ tiếp tục các hoạt động tấn công nhằm gây bất ổn cho các tuyến phòng thủ của Ukraine trong mùa xuân, đồng thời chuẩn bị cho một chiến dịch tấn công mới dự kiến vào mùa hè này. Theo ISV, việc cung cấp hỗ trợ an ninh của phương Tây có thể sẽ đóng một vai trò quan trọng giúp Ukraine giữ được lãnh thổ hiện nay và chống lại các nỗ lực tấn công mới của Nga trong những tháng tới. Đồng thời, lực lượng Nga đang cố gắng duy trì nhịp độ hoạt động tấn công ở miền đông Ukraine nhằm ngăn chặn lực lượng Kiev ổn định tuyến phòng thủ của họ. Quân đội Nga đặc biệt tập trung nỗ lực để tiến xa nhất có thể từ Adipka về phía Tây, trước khi đối phương có thể thiết lập một phòng tuyến trong khu vực khó đột phá hơn. Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Alexander Sirosky ngày 15 tháng 3 cho biết, Nga đã tập trung nỗ lực theo hướng Adipka và đang tiến hành các cuộc tấn công bằng cơ giới hóa và bộ binh hàng ngày nhằm cố gắng xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Ukraine. Mặc dù các lực lượng Ukraine gần đây đã có thể làm chậm bước tiến của Nga ở phía tây Adipka, nhưng tình trạng thiếu hậu cần lan rộng do sự hỗ trợ an ninh của phương Tây bị trì hoãn, buộc Kiev phải dành nguồn lực hạn chế cho các mặt trận quan trọng làm tăng nguy cơ lực lượng Nga đột phá vào những khu vực khác phòng thủ kém hơn và làm cho tiền tuyến nói chung nên dễ bị tổn thương hơn tưởng tượng. Các chuyên gia ISVK cho rằng, Nga sẽ tiếp tục tận dụng thế thắng trên toàn chiến trường để tự động cân bằng lại các nỗ lực tấn công của họ trong mùa xuân và mùa hè này, với hy vọng khai thác những điểm yếu có thể có của Ukraine. Giới chức Kiev và phương Tây ngày càng cảnh báo về sự thiếu hụt đáng kể trong thiết bị của Ukraine cũng như một cuộc tấn công quy mô lớn của Nga khi mùa hè tới. Đồng thời dự đoán rằng nguồn viện trợ cho Kiev tới đây có thể còn tồi tệ hơn hiện tại. Tuy nhiên, nếu nhận được sự hỗ trợ của phương Tây, Ukraine có thể ổn định chiến tuyến tốt hơn và chuẩn bị đẩy lùi các hành động tấn công của Nga. Ngoài ra, báo cáo lưu ý, tình trạng thiếu hụt trầm trọng các hệ thống phòng không và tên lửa có thể sẽ làm giảm đáng kể khả năng phòng thủ của Ukraine trước các cuộc tấn công của Nga cả ở hậu phương và tiền tuyến trong những tuần tới nếu vấn đề không được giải quyết nhanh chóng. Trong khi đó, Nga gần đây đã nỗ lực tìm diệt hệ thống phòng không của Ukraine cả ở các khu định cư phía sau và dọc theo tiền tuyến. Đánh giá nêu rõ, việc Ukraine giảm 60% khả năng đánh chặn tên lửa Nga sẽ làm trầm trọng thêm các vấn đề. ISV yes, kép ước tính rằng, Mỹ vẫn là nguồn cung cấp trực tiếp duy nhất các hệ thống phòng không cần thiết như Patriot những nhận định đang chú ý của ISV cho ngày 15 tháng 3. Thứ nhất, các lực lượng Nga có thể sẽ tiếp tục các hoạt động tấn công nhằm gây bất ổn cho các tuyến phòng thủ Ukraine trong mùa xuân, đồng thời chuẩn bị cho một chiến dịch tấn công mới dự kiến vào mùa hè năm nay. Việc cung cấp hỗ trợ an ninh của phương Tây có thể sẽ đóng một vai trò quan trọng trong khả năng kháng cự của lực lượng Kiev. Thứ hai, lực lượng Ukraine được trang bị tốt đã chứng minh rằng họ có thể ngăn cản Nga đạt được những thắng lợi dù chỉ là nhỏ trong các hoạt động tấn công quy mô lớn và không có lý do gì để nghi ngờ rằng Ukraine có thể ổn định chiến tuyến hơn nữa và chuẩn bị đẩy lùi cuộc tấn công của Nga trong mùa hè nếu sự thiếu hụt vật tư kỹ thuật được khắc phục. Thứ ba, có mối đe dọa với những thắng lợi đáng kể của Nga trong những tháng tới bằng các hoạt động tấn công mùa xuân này. Thứ tư, sự thiếu hụt trầm trọng các hệ thống phòng không và tên lửa có thể sẽ làm giảm đáng kể khả năng phòng thủ của Ukraine trước các cuộc tấn công của Nga ở cả hậu phương và tiền tuyến trong những tuần tới nếu vấn đề không được giải quyết nhanh chóng. Thứ năm, các lực lượng Nga đã chứng tỏ khả năng thích ứng với cuộc chiến ở Ukraine và có thể sẽ cố gắng áp dụng những bài học rút ra trong chiến đấu để nỗ lực chuẩn bị cho một cuộc đối đầu lâu dài tiềm tàng với NATO. Thứ sáu, các quan chức cấp cao châu Âu đã nhấn mạnh rằng chiến thắng của Nga ở Ukraine sẽ khiến Nga trở thành mối đe dọa chiến lược đối với an ninh NATO. Thứ bảy, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 15 tháng 3 cho biết, ông không loại trừ việc đưa lực lượng phương Tây tới tham chiến ở Ukraine. Nhưng tình hình hiện tại không đòi hỏi điều này. Thứ 8, quân đội Ukraine đã thực hiện cuộc tấn công bằng UAV vào một nhà máy lọc dầu của Nga ở vùng Kaluga. Các cuộc tấn công gần đây của Ukraine vào loạt nhà máy lọc dầu được cho là đã khiến cho giá dầu trên thị trường nội địa Nga tăng đột biến. Thứ 9, quân đội Nga gần đây đã đạt được những bước tiến được xác nhận gần Kupiansk và Adipka, cũng như ở phía tây vùng Zaporizhia. Nga đã tấn công thành phố Cảng Biển Đen bằng tên lửa đạn đạo, sát hại ít nhất 20 người và làm ít nhất 70 người bị thương. Các tên lửa được phóng từ bán đảo Crimea. Cuộc tấn công đã làm hỏng hệ thống cung cấp điện và cơ sở hạ tầng của Odessa. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng, lực lượng Ukraine sẽ làm mọi điều để làm cho người Nga cảm nhận được sự đáp trả của họ đối với cuộc tấn công bằng tên lửa. Ông cho rằng hoạt động cứu hộ đang tiếp tục, nhưng gọi cuộc tấn công của Nga là một hành động hèn nhát. Ông Zelensky nói, đây là một hành động hèn nhát và đáng khinh. Hai tên lửa, tên lửa thứ hai đánh trúng khi các nhân viên cứu hộ và bác sĩ đến hiện trường. Trong số những người thiệt mạng và bị thương, có các nhân viên y tế khẩn cấp và những người cứu hộ tôi xin gửi lời chia buồn đến tất cả gia đình và người thân của họ. Odessa, thành phố cảng ở miền nam Ukraine, là mục tiêu của quân đội Nga từ khi chiến sự bắt đầu vào năm 2022. Các cuộc tấn công vào Odessa ngày càng nhiều khi Điện Kremlin rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc. Trong hai ngày 18 và 19 tháng 3, tất cả các trường học và trường đại học ở một số khu vực của vùng Belgorod của Nga sẽ đóng cửa do tình hình chiến sự có chiều hướng phức tạp. Các trung tâm mua sắm cũng sẽ được đóng cửa vào ngày 17 và 18 tháng 3. Các quận bị ảnh hưởng nằm dọc theo biên giới với Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết, các cuộc tấn công vào vùng Belgorod và quốc đã không thành công nhiều và Tổng thống Nga Vladimir Putin đang được cập nhật liên tục về tình hình. Ngày 16 tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga thông tin trên Telegram rằng họ đã đẩy lùi các nỗ lực xâm nhập của các chiến binh Ukraine tại một số địa điểm. Cùng ngày, một số nguồn tin từ Ukraine nói với đài CNN rằng Cục An ninh của Ukraine SBU đã thực hiện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào ba nhà máy lọc dầu ở vùng Samara của Nga. Ba nhà máy lọc dầu, tất cả đều thuộc sở hữu của công ty dầu mỏ Sonyev, nằm dọc theo sông Volga tại Novobubibaisk, Samara và Siran và nằm cách lãnh thổ do Ukraine kiểm soát lên đến 1.000 km. Trước đó trong tuần, các nhóm chiến binh công dân Nga từ Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công qua biên giới ở Belgorod. Theo số liệu của CNN, y nhân 5 người đã bị giết và một số người bị thương trong tuần qua. Ủy ban bầu cử Trung ương Nga cho biết, tính đến 15 giờ giờ Moscow, tương đương với 19 giờ giờ Hà Nội ngày 16 tháng 3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống liên bang Nga trong ngày bỏ phiếu thứ hai là 45,57%. Trong ngày bầu cử thứ hai của cuộc bầu cử tổng thống 2024, cử tri trên khắp các vùng lãnh thổ của Liên bang Nga tiếp tục đi bầu cử. Tại khu vực bầu cử Moscow, tính đến 15 giờ đã có hơn 3,9 triệu cử tri tham gia bầu cử, trong đó gần 3 triệu cử tri bỏ phiếu điện tử từ xa. Tại khu tự trị Chukotka, cuộc bỏ phiếu trong ngày bầu cử thứ hai đã kết thúc. Tính đến 20 giờ, tức 11 giờ theo giờ địa phương, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu lên tới 78,54%. Trong khi đó, trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga năm 2018, khi cuộc bỏ phiếu diễn ra trong một ngày, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cuối cùng ở Chukotka là 76,34%. Tại khu tự trị Zamorunentet Liên bang Nga, tính đến 15 giờ, tức 13 giờ giờ địa phương, tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 70,58%. Trong đó, đặc biệt có 5 ngôi làng ở vùng này có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%. Tại Cộng hòa Chechnya, Liên bang Nga, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 75,17%. Ủy ban bầu cử Trung ương Nga cho biết, tính đến 15 giờ, 79% cử tri đăng ký bỏ phiếu theo hình thức điện tử từ, từ xa đã bỏ phiếu và cho rằng đây là tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu rất cao. Theo Ủy ban bầu cử Trung ương Nga, 6,3 triệu cử tri đã bỏ phiếu theo hình thức điện tử từ, từ xa và hết 2 ngày bỏ phiếu đầu tiên, nhiều khả năng sẽ có hơn 7 triệu cử tri bỏ phiếu theo hình thức này. Ủy ban bầu cử Trung ương Nga cho biết, trong hai ngày bầu cử đầu tiên, 15 và 16 tháng 3, hệ thống bỏ phiếu điện tử từ, từ xa đã phải hứng chịu 160.000 cuộc tấn công. Tuy nhiên, tất cả các cuộc tấn công đều đã bị chặn lại. Hệ thống bỏ phiếu điện tử từ, từ xa vẫn hoạt động bình thường. Nhà quan sát bầu cử đến từ Indonesia, Fatan Asudidin Sembirin cho rằng, việc Nga tiến hành bầu cử tổng thống kéo dài 3 ngày và cho phép bầu cử điện tử từ, từ xa thu hút nhiều cử tri đi bầu cử hơn so với các cuộc bầu cử trước đây. Nhà quan sát bầu cử này cho biết, đại diện của nhiều lực lượng chính trị và các nhà quan sát bầu cử quốc tế có mặt tại các điểm bỏ phiếu, đồng thời đánh giá cuộc bầu cử Tổng thống Nga diễn ra cởi mở nhất có thể. Dư luận Nga cho rằng, với việc kéo dài bỏ phiếu 3 ngày và việc cho phép tiến hành bỏ phiếu điện tử từ, từ xa, nhiều khả năng tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga năm 2024 sẽ cao hơn so với cuộc bầu cử Tổng thống năm 2018 với 67% cử tri đi bỏ phiếu. Tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron ngày 16 tháng 3 tiếp tục khẳng định có thể sẽ xem xét các việc đưa quân vào Ukraine vào một thời điểm nhất định trong tương lai, đồng thời nhấn mạnh nước Pháp cần phải chuẩn bị cho mọi kịch bản. Trả lời nhật báo người Paris sau khi tham dự hội nghị thượng đỉnh tam gia quê ma cùng với các nhà lãnh đạo Đức và Ba Lan, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron một lần nữa khẳng định có lẽ đến một thời điểm nào đó dù không muốn nhưng phương tây sẽ cần phải tiến hành các hoạt động trên bộ dưới bất kể hình thức nào để ngăn cản quân đội nga nhà lãnh đạo nước pháp nhấn mạnh việc đưa quân vào ukraine đang được nhiều nhà lãnh đạo châu âu khác cân nhắc mặc dù không nêu cụ thể nhưng theo tờ người paris ông macron đang muốn nói đến các nước baltic ba lan séc khi lãnh đạo các nước này gần đây liên tục có những tuyên bố không loại trừ việc thỏa thuận thêm về vấn đề này nói về sự phản đối của đức tổng thống pháp emmanuel macron nói rằng nước Đức theo đuổi chiến lược quan trọng, không can thiệp cũng như giữ khoảng cách với vũ khí hạt nhân. Theo ông Macron, mô hình của Đức rất khác với Pháp, bởi Pháp là nước sở hữu vũ khí hạt nhân và đã duy trì, củng cố lực lượng trong lĩnh vực này. Người đứng đầu nước Pháp nhấn mạnh, sức mạnh của Pháp là có thể làm mọi điều mình muốn, không e ngại sự gian đe từ Nga và Pháp đang chuẩn bị cho mọi kịch bản. Trước đó, Hội nghị Thượng đỉnh tầm Gia Quê Ma, Pháp, Đức và Ba Lan thống nhất không gây leo thang chiến tranh với Nga mà chỉ ủng hộ và tăng cường viện trợ cho Ukraine. Tại hội nghị, Thủ tướng Đức Olaf Scholz tiếp tục giữ vững lập trường, phản đối khả năng đưa quân vào Ukraine và kiên quyết từ chối chuyển giao tên lửa tầm xa Taurus cho Kiev. Vào sáng ngày 16 tháng 3, lực lượng Ukraine đã thả một thiết bị nổ từ máy bay không người lái, nhắm vào một trạm bò phiếu ở Blavovrencheka, một ngôi làng ở vùng Zaporohie. Một quan chức bầu cử địa phương, Natalia Ria Novitas, Bà tuyên bố rằng đó là một số vật liệu nổ phốt pho. Vụ tấn công không gây thương vong hay thiệt hại vật chất nào. Quan chức này nói với hãng tin, chúng tôi sẽ không bị đe dọa, chúng tôi sẽ tiếp đón mọi người, tất cả những công dân muốn bỏ phiếu. Hôm thứ Sáu, Ủy ban bầu cử vùng Kherson cho biết, lực lượng Ukraine đã pháo kích vào các tòa nhà ở thành phố Karovka cũng như Privenka, một ngôi làng nơi chưa xác định được số lượng người bị thương. Ủy ban viết trên Telegram, Thật không may, quyền tự do bầu cử của công dân giống như một khúc xương mắc vào cổ họng của chế độ Kiev. Các quan chức cũng tuyên bố sẽ tiếp tục công việc của họ và đảm bảo rằng người dân địa phương có thể bỏ phiếu vào một ngày quan trọng như vậy, bất chấp những nỗ lực của kẻ thù nhằm đe dọa chúng tôi. Vài phút sau, các quan chức báo cáo rằng một thiết bị nổ ngẫu hứng đã được kinh nổ trong một thùng rác bên ngoài một điểm bỏ phiếu ở thành phố Skadovsker. Vụ việc không gây thương vong. Theo chính quyền địa phương, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu ở vùng Kherson vào thứ Bảy ngày bỏ phiếu thứ hai đạt 77%. Hơn 72% cử tri đủ điều kiện đã bỏ phiếu ở vùng Zaporizhia. Hai khu vực trước đây của Ukraine đã gia nhập Nga vào cuối năm 2022 sau khi cuộc trưng cầu dân Ý cùng với Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk. Cuộc bầu cử Tổng thống đang diễn ra kéo dài 3 ngày, bắt đầu vào ngày 15 tháng 3 và kết thúc vào ngày 17 tháng 3. Cùng với nguyên thủ quốc gia đương nhiệm Vladimir Putin, ba ứng viên khác đang tranh giành chức vụ cao nhất quốc gia là Leonid Slutsky, Nikolai Haritonov và Davankov. Tổng thống Pháp, ông Emmanuel Macron ngày 16 tháng 3, tiếp tục khẳng định có thể sẽ xem xét các việc đưa quân vào Ukraine vào một thời điểm nhất định trong tương lai, đồng thời nhấn mạnh nước Pháp cần phải chuẩn bị cho mọi kịch bản. Trả lời nhật báo người Paris sau khi tham dự hội nghị thượng đỉnh tam gia Quê ma cùng với các nhà lãnh đạo Đức và Ba Lan, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron một lần nữa khẳng định, có lẽ đến một thời điểm nào đó dù không muốn nhưng phương tây sẽ cần phải tiến hành các hoạt động trên bộ dưới bất kể hình thức nào để ngăn cản quân đội nga nhà lãnh đạo nước pháp nhấn mạnh việc đưa quân vào ukraine đang được nhiều nhà lãnh đạo châu âu khác cân nhắc mặc dù không nêu cụ thể nhưng theo tờ người paris ông macron đang muốn nói đến các nước baltic ba lan séc khi lãnh đạo các nước này gần đây liên tục có những tuyên bố không loại trừ việc thỏa thuận thêm về vấn đề này nói về sự phản đối của đức tổng thống pháp emmanuel macron nói rằng nước Đức theo đuổi chiến lược quan trọng, không can thiệp cũng như giữ khoảng cách với vũ khí hạt nhân. Theo ông Macron, mô hình của Đức rất khác với Pháp, bởi Pháp là nước sở hữu vũ khí hạt nhân và đã duy trì, củng cố lực lượng trong lĩnh vực này. Người đứng đầu nước Pháp nhấn mạnh, sức mạnh của Pháp là có thể làm mọi điều mình muốn, không e ngại sự gian đe từ Nga và Pháp đang chuẩn bị cho mọi kịch bản. Trước đó, Hội nghị Thượng đỉnh Tam Gia Quê Ma, Pháp, Đức và Ba Lan thống nhất không gây leo thang chiến tranh với Nga mà chỉ ủng hộ và tăng cường viện trợ cho Ukraine. Tại hội nghị, Thủ tướng Đức Olaf Scholz tiếp tục giữ vững lập trường, phản đối khả năng đưa quân vào Ukraine và kiên quyết từ chối chuyển giao tên lửa tầm xa Taurus cho Kiev. Một tướng Nga hôm thứ Bảy vào ngày 16 tháng 3 tuyên bố, một số lượng lớn binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng trong một cuộc không kích bằng bom chân không, một loại vũ khí cực mạnh còn được gọi là bom khí dung hoặc là vũ khí nhiệt áp hút oxy từ môi trường xung quanh để tạo ra những vụ nổ lớn có tính sát thương rất cao. Cụ thể, theo CNN, Phó Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Nga nói với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trong một cuộc họp rằng có tới 300 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công chính xác bằng bom chân không do lực lượng Nga tiến hành. CNN cho biết họ không thể xác minh độc lập các con số và chưa có bình luận ngay lập tức từ Ukraine. Đại tướng Alexei Kim, phó tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Nga, không cho biết nơi cuộc tấn công diễn ra, nhưng mô tả địa điểm diễn ra cuộc tấn công là điểm triển khai của lực lượng Kraken, theo chủ nghĩa dân tộc của Ukraine. Theo CNN, trong tuyên bố trên, đại tướng Alexei Kim đang đề cập đến một đơn vị đặc biệt của tình báo quốc phòng Ukraine. Các chi tiết về cuộc tấn công được tiết lộ trong cuộc họp tại trụ sở của nhóm lực lượng hỗn hợp, nơi đại tướng Seigu nghe báo cáo từ các chỉ huy về tình hình hiện tại trong khu vực hoạt động quân sự đặc biệt là cụm từ mà Nga dùng để nói về cuộc chiến ở Ukraine. Đại tướng Alexei Kim cũng không đề cập đến thời điểm cuộc tấn công diễn ra, nhưng lưu ý rằng chỉ riêng trong tuần qua, nhiều hoạt động hiệu quả của các hệ thống trinh sát và tấn công, ba tổ hợp Patriot của Mỹ, một bệ phóng tên lửa đa nòng Vampire với hơn 10 tên lửa do nước ngoài sản xuất, cũng như nhiều hệ thống pháo binh, kho nhiên liệu và đạn dược đã bị phá hủy. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tướng Kim cũng báo cáo với Đại tướng Sergo trong cuộc họp rằng Ukraine đang chịu tổn thất đáng kể cả về thiết bị và nhân lực khi Nga sử dụng vũ khí có độ chính xác cao và máy bay không người lái để tấn công. Cơ quan an ninh liên bang Nga gọi tắt là FSB hôm 15 tháng 3 cho biết một công dân Nga đã bị bắt giữ tại Moscow vì cáo buộc phản quốc. Theo FSB, người này đã thú nhận hợp tác với Ukraine để lắp ráp và phóng máy bay không người lái. Trong một tuyên bố, FSB cho biết người đàn ông chưa được công bố danh tính đã phóng các máy bay không người lái để tạo ra các mục tiêu giả ở khu vực lân cận các cơ sở của Bộ Quốc phòng Nga với mục tiêu đánh lừa hệ thống phòng không nước này. Hãng tin Interfax trích dẫn một đoạn video do FSB công bố cho biết người đàn ông này từng làm việc cho quân đoàn tự do Nga, một nhóm vũ trang đóng quân ở Ukraine có quan điểm chống đối điện Kremlin đây là một trong ba nhóm đã tuyên bố tấn công vào lãnh thổ nga trong vài ngày qua ở khu vực biên giới với ukraine nga cáo buộc ukraine đứng sau các nhóm này đồng thời đã ngăn chặn thành công vụ tấn công và khiến kiev chịu thiệt hại nặng nề ukraine tuyên bố các nhóm trên hoạt động độc lập và không liên quan tới chính quyền kiev Thời gian gần đây, Ukraine được cho là đã liên tục tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga. Điều này có thể làm giảm sản lượng xăng và dầu diesel của Nga và đẩy giá lên cao. Moscow đã áp đặt lệnh cấm xuất khẩu xăng dầu trong vòng 6 tháng kể từ ngày 1 tháng 3. Một trong những mục tiêu khác của Kiev là khiến Nga phân tâm và buộc phải rút bớt lực lượng từ chiến dịch quân sự ở Ukraine để tăng cường phòng thủ biên giới ngoài ra moscow cũng cáo buộc ukraine thực hiện các vụ tập kích uav vào các mục tiêu trên lãnh thổ nga ukraine hiếm khi bình luận về những cáo buộc này thư ký hội đồng quốc phòng và an ninh quốc gia ukraine oleksiy danilov tuyên bố hôm 15 tháng 3 tôi muốn nói rằng nếu tổng thống nga vladimir putin tin rằng chiến tranh sẽ không lan tới nga ông ấy đã nhầm ông danilov cảnh báo nếu hôm nay họ đã bắt đầu phải chịu đựng đòn tấn công ở khoảng cách 800 tới 900 km thì tin tôi đi, trong tương lai gần sẽ là hàng nghìn km. Chúng tôi sẽ không để họ sống yên bình cho đến khi họ rời khỏi lãnh thổ của chúng tôi. Kênh Military Summary đưa tin, bằng một cách không thể tưởng tượng được, lực lượng vũ trang Nga đã vượt qua được hàng phòng ngự của Ukraine ở Belichy, vượt sông Duna và thiết lập quyền kiểm soát ở khu vực Semenivka. Nếu quân đội Nga giành được chỗ đứng, điều này có thể dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn của tuyến phòng thủ này. Kênh Deep State của Ukraine cũng thừa nhận Lực lượng Kiev mặc dù đã cơ bản chặn được tiến công của đối phương, nhưng vẫn không thể ngăn được lực lượng Nga tiến vào Konenko và phía bắc Olipka tại Tây Adipka. Quân đội Nga mỗi ngày tiến rất chậm. Ukraine đã tìm cách khắc phục tình hình, giữ ổn định chiến tuyến sau vài tuần chỉ tháo chạy và rút lui. Kênh Surizamapretin, quân đội Nga trên mặt trận Zaporizhia đã đạt được những bước tiến mới về phía tây bắc về Vebove. Kênh Avivonkoridatin, Lực lượng thân Ukraine tiếp tục hoạt động quân sự xuyên biên giới nhằm phá hỏng cuộc bầu cử Tổng thống Nga. Cường độ giao tranh tại biên giới đã giảm đi rõ rệt. Các nhóm vũ trang đang thử thách khả năng phòng thủ của Nga theo từng mũi xung kích nhỏ và tập hợp lại để có thể tiếp tục các hoạt động tấn công. Các cuộc tấn công vào vùng quốc tại khu vực Tekino đã suy yếu. Lực lượng thân Ukraine đánh nghi binh ở vùng Rihepka, Sumy lân cận, di chuyển theo từng nhóm nhỏ quanh làng. Pháo binh Nga đang dội hỏa lực vào khu vực từ ngày 15 tháng 3, các nhóm vũ trang Ukraine ở vùng Belgorod sử dụng lực lượng trinh sát và các cuộc tấn công trực diện với lực lượng nhỏ. Khi đối mặt với hỏa lực đáp trả, họ rút lui với tổn thất mà không cố gắng kiên trì. Các cuộc đụng độ diễn ra theo hướng Grey Voronsky tại khu vực Spodorizio. Các nhóm vũ trang sử dụng phương tiện cơ giới cố gắng tổ chức các cuộc tấn công nhỏ, nhưng bị hỏa lực chặn lại và rút lui với tổn thất. Dọc chiến tuyến, Ukraine tiếp tục tích cực sử dụng pháo và hỏa lực bắn loạt máy bay không người lái tấn công, cố gắng làm giảm khả năng phòng thủ trên các vị trí tiền phương của Nga. Việc di chuyển trang thiết bị của quân đội Ukraine và các nhóm vũ trang khác vẫn tiếp tục diễn ra tại các khu vực tập trung gần biên giới nhất ở vùng Sumy và Kharkov. Không quân lục quân và máy bay ném bom chiến thuật của lực lượng hàng không vũ trụ Nga tiếp tục tấn công, cả bằng bom FAV thông thường dọc biên giới và bằng bom lượn FAV tại những nơi tập trung lực lượng và thiết bị của đối phương ở tuyến sau. Theo kênh Military Summary, Ngày thứ ba của trận chiến ở biên giới đã kết thúc và Bộ Quốc phòng Nga đã cung cấp những số liệu đầu tiên. Kết quả cuộc tấn công của nhóm vũ trang từ Ukraine thật đáng kinh ngạc với tổn thất khủng khiếp lên tới 1.500 người trong 72 giờ qua. Lực lượng vũ trang Ukraine chịu tổn thất lớn như vậy ở hướng Zaporizhia trong cuộc phản công mùa hè năm ngoái. Nếu cứ tiếp tục với tốc độ này, lực lượng vũ trang Ukraine có thể mất tới 20.000 binh sĩ ở biên giới trong một tháng. Theo kênh Rai 3, trên hướng Slobohanske, lực lượng Ukraine tấn công vào khu vực biên giới gần Kryvoron ở vùng Belgorod, cố gắng tiêm nối thành công của họ sau khi trực thăng hạ cánh gần Kozinka. Tuy nhiên, các đơn vị Nga đã đẩy lùi mọi cuộc tấn công và phá vỡ kế hoạch của đối phương. Trong các cuộc đụng độ, các chiến sĩ của lữ đoàn đặc nhiệm số 2 đã tiêu diệt toàn bộ lực lượng đối phương đổ bộ gần Kozinka, ngôi làng nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của Nga. Lực lượng thân Ukraine một lần nữa cố gắng tiến vào Tekino ở vùng quốc, nhưng không thể tiến tới vùng ngoại ô của ngôi làng. Quân đội Ukraine không ngừng pháo kích các khu định cư khác trong khu vực bằng pháo binh. Mặc dù hệ thống phòng không của Nga đang hoạt động tích cực, nhưng một số quả đạn vẫn rơi xuống đường phố và khu dân cư. Thật không may, vẫn có thương vong. Ukraiska Pravda đưa tin, báo cáo tối ngày 15 tháng 3 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong 24 giờ qua, trên mặt trận ghi nhận 68 vụ đụng độ quân sự, đối phương phóng 8 tên lửa, thực hiện 57 đợt không kích và 46 đợt tấn công bằng pháo, tên lửa phóng loạt. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định, lực lượng của họ đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga ở Kupiansk, Liman, Adipka, Novopolovka, Marinka, Orekhov, Zaporizhia. Ở hướng Bakhmut, đối phương không tiến hành các hoạt động tấn công. Trong khi đó, tại hướng Kherson, trong ngày, Nga đã tiến hành 3 đợt xung kích không thành công, báo cáo viết. Ukraine Pravda đưa tin, Tổng thống Volodymyr Zelensky tối ngày 15 tháng 3 thông báo, ông đã tổ chức các cuộc họp quân sự quan trọng, đặc biệt là xác định các điểm yếu của đối phương. Tổng thống đã nghe Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Alexander Zelensky, người vừa trở về từ hướng Adipka, báo cáo về tình hình ở đó, cũng như các khu vực quan trọng khác của mặt trận. Ông Zelensky nói, cùng với Tổng tư lệnh, Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov, Giám đốc SPU Valaisli Maliuk, Cục trưởng Cục tình báo quốc phòng Kirin Kudanov và Phó Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine chịu trách nhiệm chỉ đạo các hệ thống không người lái. Chúng tôi có thể gây tổn hại lớn nhất cho đối phương. Chúng tôi sẽ áp dụng nó. Nga càng thua nhiều và cái giá phải trả cho sự gây hấn của họ càng lớn, thì cái kết chính đáng cho cuộc chiến này sẽ càng đến gần. Ông Zelensky cũng thông tin về cuộc họp với đại diện các bộ trưởng, ngành công nghiệp quốc phòng và các cơ quan khác về việc sản xuất UAV công nghệ cao. Ông khẳng định, Ukraine có những loại vũ khí như vậy, nhưng chúng phải có tầm bắn xa hơn, quy mô lớn và mạnh mẽ hơn. Chúng tôi đã xác định được nhiệm vụ và thời hạn phù hợp. Không một cuộc tấn công nào của Nga sẽ không bị đáp trả. Ukraine Pravda đưa tin, Tổng thống Volodymyr Zelensky tối ngày 15 tháng 3 thông báo, ông đã tổ chức các cuộc họp quân sự quan trọng, đặc biệt đã xác định các điểm yếu của đối phương. Tổng thống đã nghe Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Alexander Zelensky người vừa trở về từ hướng Adipka, báo cáo về tình hình ở đó, cũng như các khu vực quan trọng khác của mặt trận. Ông Zelensky nói, Cùng với Tổng tư lệnh, Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov, Giám đốc SPU Valisi Mariuk, Cục trưởng Cục tình báo Quốc phòng Rikin Budanov và Phó Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine chịu trách nhiệm chỉ đạo các hệ thống không người lái. Chúng tôi có thể gây tổn hại lớn nhất cho đối phương. Chúng tôi sẽ áp dụng nó. Nga càng thua nhiều và cái giá phải trả cho sự gây hấn của họ càng lớn, thì cái kết trình đáng cho cuộc chiến này sẽ càng gần hơn. Ông Zelensky cũng thông tin về cuộc họp với các đại diện các bộ trưởng ngành công nghiệp quốc phòng và các cơ quan khác về việc sản xuất UAV công nghệ cao. Ông khẳng định: "Ukraine có những loại vũ khí như vậy, nhưng chúng phải có tầm bắn xa hơn, quy mô lớn và mạnh mẽ hơn. Chúng tôi đã xác định được nhiệm vụ và thời hạn phù hợp. Không một cuộc tấn công nào của Nga sẽ không bị đáp trả." Báo Hy Lạp Kathimerini ngày 15 tháng 3 đưa tin Hy Lạp không đàm phán với Cộng hòa Séc về việc mua vũ khí mà nước này dự định chuyển giao cho Ukraine trong năm 2024. Theo đó, Athens đã thông báo cho các quan chức EU chịu trách nhiệm điều phối viện trợ cho Kiev về khả năng chuyển đạn dược sang Ukraine trong năm nay thông qua Cộng hòa Séc, gồm 2.000 rocket không đối đất Sunni 127mm, 180 tên lửa chống tăng không rõ loại, 90.000 quả đạn 90mm, 4 triệu viên đạn, và 70 khẩu pháo M114A1 155 mm do Mỹ sản xuất. Pháo phản lực đang phục vụ trong quân đội Hy Lạp nhưng từ lâu đã được coi là không cần thiết cho nhu cầu hoạt động nếu được bán cho Séc rồi chuyển tới Kiev. Đây sẽ là lô thiết bị thứ hai mà Ukraine nhận được từ Hy Lạp. Hiện nay, các quan chức Séc và Hy Lạp đang đàm phán về giá vũ khí. Sau đó, họ sẽ ký một thỏa thuận song phương. Trước đó, Hy Lạp đã cung cấp cho Ukraine các bệ phóng tên lửa phòng không và xe chiến đấu bộ binh bánh xích BMP-1 của Liên Xô để đổi lấy các phương tiện chiến đấu Marder hiện đại hơn do Đức sản xuất. Vào đầu năm, giới truyền thông đưa tin, chính quyền Hy Lạp đã ra lệnh chuẩn bị chuyển sang Ukraine một gói thiết bị và vũ khí không còn được lực lượng vũ trang nước này sử dụng. European Bravda đưa tin, lý do chính khiến Thủ tướng Đức Olaf Scholz tích cực phản đối việc chuyển giao tên lửa hành trình tầm xa Taurus cho Ukraine có thể liên quan đến tính năng nhắm mục tiêu. Thông tin mà ông Sol gọi là kiến thức bí mật tại cuộc tranh luận vừa qua về tên lửa Taurus đã được công bố tại cuộc họp đặc biệt của Ủy ban Quốc phòng Quốc hội vào thứ Hai ngày 11 tháng 3. Trong phần liên quan đến Taurus, Tổng thanh tra quân đội Đức Kaster Bauer đã đưa ra một bài báo cáo dài 20 phút về tính năng của tên lửa này. Ông chỉ ra là để sử dụng hiệu quả tên lửa này, cần một lượng dữ liệu khổng lồ và một hệ thống máy tính đặc biệt mà chỉ Bundeswehr mới có. Nếu Berlin chuyển giao Taurus cho Kiev, nước này sẽ không còn quyền truy cập vào các hệ thống này nữa và sẽ làm suy yếu đáng kể khả năng phòng thủ của Đức. Các chi tiết của hệ thống này được giữ bí mật. Vì vậy, những nguồn tin thậm chí không thể ước tính Berlin sẽ mất bao lâu để khôi phục nó. Đồng thời, Berlin có thể cung cấp cho Kiev những tên lửa này ở phiên bản rút gọn, không có hệ thống dẫn đường. Trong trường hợp này, Taurus sẽ đóng vai trò bổ sung cho các tên lửa hành trình Storm Shadow yếu hơn ảnh. Trước đó, Thủ tướng Sol đã công khai viện dẫn nhiều lý do khác nhau để không cung cấp tên lửa Taurus cho Ukraine từ việc không muốn leo thang và bị lôi kéo vào cuộc chiến với Nga, cho đến lo ngại tên lửa sẽ tấn công đâu đó ở Moscow. Trước đó, Ngoại trưởng Anh David Cameron nói rằng, London đang xem xét tất cả các lựa chọn, bao gồm cả việc trao đổi tên lửa Taurus Raystorm Storm Shadow của Anh để cung cấp cho Ukraine vũ khí tầm xa. Khi F. Independent đưa tin, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết hôm 15 tháng 3 sau cuộc họp tam giác quê ma ở Berlin, các nhà lãnh đạo Đức, Pháp và Ba Lan đã nhất trí về các sáng kiến mới hỗ trợ Kiev, bao gồm mua thêm vũ khí, và thành lập liên minh tương lai về pháo tên lửa tầm xa. Thủ tướng Đức Sơn sẽ tiếp đón Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tại Berlin để thỏa thuận cách tiếp cận của họ nhằm giúp cho Ukraine chống lại sự gây hấn của Nga. Cuộc gặp được coi là không chỉ là bước khôi phục lại định giác tam gia quê mà, mà còn là cơ hội để các ông Sol và Macron xoa dịu căng thẳng về những khác biệt của họ liên quan đến chiến lược Ukraine. Tổng thống Pháp gần đây gợi ý rằng, phương Tây không nên loại trừ việc gửi quân tới Ukraine trong tương lai, nhưng ông Sol kiên quyết bác bỏ. Phát biểu tại các cuộc họp báo sau cuộc hội đàm ở Berlin, Thủ tướng Sol đã trình bày các sáng kiến chung mới để hỗ trợ Kiev, bao gồm mua thêm vũ khí cho Ukraine trên thị trường toàn cầu, mở rộng sản xuất quân sự, cụ thể là hợp tác với các đối tác Ukraine, thành lập liên minh pháo binh tên lửa tầm xa trong khuôn khổ định dạng Ramstein và tăng cường hỗ trợ cho gói trị giá 5 tỷ euro quỹ quốc phòng của EU dành cho Ukraine ông xuân bình luận chúng tôi sẽ bắt đầu mua thêm vũ khí cho ukraine ngay lập tức theo thủ tướng số tiền thu được từ tài sản bị phong tỏa của nga sẽ được sử dụng để mua vũ khí cho ukraine tổng thống macron nói rằng pháp và các đối tác của họ sẽ không bao giờ để nga giành chiến thắng và sẽ hỗ trợ người dân ukraine cho đến cùng nhưng nhấn mạnh rằng họ sẽ không bao giờ thúc đẩy leo thang thủ tướng balantas lưu ý rằng sự hỗ trợ dành cho ukraine nên rộng rãi và nhanh nhất có thể để ngăn chặn tình hình xấu đi trong tương lai gần Thủ tướng Ba Lan nói, chúng tôi muốn tiêu tiền của mình, chúng tôi muốn giúp đỡ bằng mọi cách có thể ở đây và bây giờ để tình hình ở Ukraine được cải thiện chứ không trở nên tồi tệ hơn trong những tuần và tháng tới. Theo một tài liệu mà hãng tin Bloomberg quan sát được, Bộ Quốc phòng Mỹ đã đề nghị Quốc hội phân bổ ít nhất 6,5 tỷ đô la Mỹ để bổ sung kho dự trữ vốn đã cạn kiệt sau 2 năm liên tục chuyển giao vũ khí cho Ukraine. Lầu Năm Góc nhấn mạnh tính cấp bách và liệt kê các khoản chi tiêu ưu tiên trong các đề xuất bổ sung được gửi tới Quốc hội vào tháng trước, Bloomberg cho hay. Danh sách mua sắm được cho là bao gồm nhiều loại vũ khí, đạn dược và các thành phần quan trọng để sản xuất đạn pháo 155mm, tên lửa chống radar HAM, tên lửa đánh chặn Patriot, tên lửa GMRRS và tên lửa chống tăng tiêu về kép. Trong khi lầu năm góc ước tính, ngân sách bổ sung ngay lập tức là 6,5 tỷ đô la Mỹ. Nhiều hãng truyền thông Mỹ đưa tin hồi đầu tuần rằng Mỹ sẽ cần ít nhất là 10 tỷ đô la Mỹ một nguồn tin nói với Politico. Trừ khi sự thiếu hụt được bù đắp, lỗ hồng này sẽ khiến quân đội Mỹ căng thẳng. Washington đã cung cấp hơn 75 tỷ đô la Mỹ tiền mặt và thiết bị cho Ukraine tính đến cuối năm ngoái để đối phó với Nga, vượt xa các nhà tài trợ phương Tây khác. Tuy nhiên, quá trình viện trợ đã bị đình trệ trong vài tháng qua do khoản ngân sách 60 tỷ đô la Mỹ đang mắc kẹt ở Quốc hội. Gần đây nhất, Mỹ ngày 12 tháng 3 công bố gói viện trợ đầu tiên cho Ukraine kể từ tháng 12 năm ngoái cũng là gói đầu tiên của năm 2024 với tổng trị giá 300 triệu đô la Mỹ. Đây là nỗ lực xoay sở của Lầu Năm Góc sau khi họ phát hiện được một số khoản tiết kiệm chi phí trong các hợp đồng quân sự, dẫn tới việc có dư thêm tiền để chuyển khẩn cấp vũ khí cho Ukraine. Đây chỉ là một gói viện trợ nhỏ giúp Ukraine giải tỏa cơn khát đạn dược trong một thời gian ngắn. Về lâu dài, trong cuộc chiến tiêu hao với Nga, Ukraine vẫn đối mặt với bất lợi lớn vì Moscow đang đưa cỗ máy sản xuất quân sự vào quần quay. Tình báo NATO ước tính, Nga dự kiến sản xuất 3 triệu đạn pháo trong năm nay, trong khi cả Mỹ và EU đặt ra mục tiêu sản xuất 1 triệu đạn pháo để viện trợ cho Ukraine. Chuyên gia dự đoán, tiềm lực đạn dược sẽ là biến số quan trọng tác động mạnh mẽ tới cục diện cuộc chiến vốn đã bước sang năm thứ ba. Bên nào có khả năng duy trì khả năng hỏa lực lâu hơn sẽ giành lợi thế lớn trên mặt trận. Trong diễn biến mới nhất, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson hôm 14 tháng 3 nói với các thượng nghị sĩ Cộng hòa rằng Hạ viện sẽ sớm chuyển cho Thượng viện dự luật về viện trợ bổ sung cho Ukraine sau nhiều tuần trì hoãn. Ông Johnson đề cập đến ý tưởng viện trợ dưới dạng cho vay hoặc chương trình cho thuê để đảm bảo không xảy ra việc người dân Mỹ bỏ ra hàng chục tỷ đô la Mỹ mà không nhận lại được gì. Ông cũng đề cập đến ý tưởng cho phép tịch thu tài sản Nga bị đóng băng và gửi số tiền thu được từ tài sản thanh lý vào quỹ hỗ trợ Ukraine. Một tướng Nga hôm thứ Bảy vào ngày 16 tháng 3 tuyên bố một số lượng lớn binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng trong một cuộc không kích bằng bom chân không, một loại vũ khí cực mạnh còn được gọi là bom khí dung hoặc là vũ khí nhiệt áp hút oxy từ môi trường xung quanh để tạo ra những vụ nổ lớn có tính sát thương rất cao. Cụ thể, theo CNN, Phó Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Nga nói với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trong một cuộc họp rằng có tới 300 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công chính xác bằng bom chân không do lực lượng Nga tiến hành. CNN cho biết họ không thể xác minh độc lập các con số và chưa có bình luận ngay lập tức từ Ukraine. Đại tướng Alexei Kim, Phó Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Nga không cho biết nơi cuộc tấn công diễn ra nhưng mô tả địa điểm diễn ra cuộc tấn công là điểm triển khai của lực lượng Kraken, theo chủ nghĩa dân tộc của Ukraine. Theo CNN, trong tuyên bố trên, Đại tướng Alexei Kim đang đề cập đến một đơn vị đặc biệt của tình báo quốc phòng Ukraine. Các chi tiết về cuộc tấn công được tiết lộ trong cuộc họp tại trụ sở của nhóm lực lượng hỗn hợp, nơi Đại tướng Shoigu nghe báo cáo từ các chỉ huy về tình hình hiện tại trong khu vực hoạt động quân sự đặc biệt là cụm từ mà Nga dùng để nói về cuộc chiến ở Ukraine. Đại tướng Alexei Kim cũng không đề cập đến thời điểm cuộc tấn công diễn ra, nhưng lưu ý rằng chỉ riêng trong tuần qua, nhiều hoạt động hiệu quả của các hệ thống trinh sát và tấn công, ba tổ hợp Patriot của Mỹ, một bệ phóng tên lửa đa nòng Vampire với hơn 10 tên lửa do nước ngoài sản xuất, cũng như nhiều hệ thống pháo binh, kho nhiên liệu và đạn dược đã bị phá hủy. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Tương Kim cũng báo cáo với Đại tướng Sergo trong cuộc họp rằng Ukraine đang chịu tổn thất đáng kể cả về thiết bị và nhân lực khi Nga sử dụng vũ khí có độ chính xác cao và máy bay không người lái để tấn công. Cơ quan an ninh liên bang Nga gọi tắt là FSB hôm 15 tháng 3 cho biết một công dân Nga đã bị bắt giữ tại Moscow vì cáo buộc phản quốc. Theo FSB, người này đã thú nhận hợp tác với Ukraine để lắp ráp và phóng máy bay không người lái trong một tuyên bố fsb cho biết người đàn ông chưa được công bố danh tính đã phóng các máy bay không người lái để tạo ra các mục tiêu giả ở khu vực lân cận các cơ sở của bộ quốc phòng nga với mục tiêu đánh lừa hệ thống phòng không nước này hãng tin interfax trích dẫn một đoạn video do fsb công bố cho biết người đàn ông này từng làm việc cho quân đoàn tự do nga một nhóm vũ trang đóng quân ở ukraine có quan điểm chống đối điện kremlin đây là một trong ba nhóm đã tuyên bố tấn công vào lãnh thổ Nga trong vài ngày qua ở khu vực biên giới với Ukraine. Nga cáo buộc Ukraine đứng sau các nhóm này, đồng thời đã ngăn chặn thành công vụ tấn công và khiến Kiev chịu thiệt hại nặng nề. Ukraine tuyên bố các nhóm trên hoạt động độc lập và không liên quan tới chính quyền Kiev. Thời gian gần đây, Ukraine được cho là đã liên tục tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga. Điều này có thể làm giảm sản lượng xăng và dầu diesel của Nga và đẩy giá lên cao. Moscow đã áp đặt lệnh cấm xuất khẩu xăng dầu trong vòng 6 tháng kể từ ngày 1 tháng 3. Một trong những mục tiêu khác của Kiev là khiến Nga phân tâm và buộc phải rút bớt lực lượng từ chiến dịch quân sự ở Ukraine để tăng cường phòng thủ biên giới. Ngoài ra, Moscow cũng cáo buộc Ukraine thực hiện các vụ tập kích UAV vào các mục tiêu trên lãnh thổ Nga. Ukraine hiếm khi bình luận về những cáo buộc này. Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Oleksiy Danilov tuyên bố hôm 15 tháng 3: Tôi muốn nói rằng nếu tổng thống Nga Vladimir Putin tin rằng chiến tranh sẽ không lan tới Nga, ông ấy đã nhầm. Ông Danilov cảnh báo, nếu hôm nay họ đã bắt đầu phải chịu đựng đòn tấn công ở khoảng cách 800 tới 900 km thì tin tôi đi, trong tương lai gần sẽ là hàng nghìn km. Chúng tôi sẽ không để họ sống yên bình cho đến khi họ rời khỏi lãnh thổ của chúng tôi. Trả lời phỏng vấn hai kênh TF2 và France 2, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, Ukraine sẽ giành lại quyền kiểm soát tất cả các vùng lãnh thổ mà nước này từng nắm giữ, bao gồm cả bán đảo Crimea của Nga, đồng thời cho rằng đây là điều kiện để có hòa bình lâu dài. Tổng thống Macron cũng nói, Nga là đối thủ của Pháp, nhưng Paris không muốn gây chiến với Nga, mà chỉ ủng hộ Kiev trong cuộc xung đột. Tổng thống Macron nói, Nga là đối thủ của Pháp, chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để kiềm chế Nga. Tôi cho rằng sẽ không có hòa bình lâu dài ở Ukraine nếu nước này không giành lại toàn bộ vùng lãnh thổ được quốc tế công nhận, bao gồm cả Crimea. Ngay sau tuyên bố trên của Tổng thống Pháp, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trong một cuộc họp báo cho biết, ông Macron dường như sẽ không ngại việc tăng mức độ can dự của nước Pháp vào các cuộc xung đột Nga-Ukraine. Ông Peskov nói, Theo tôi, Nga là đối thủ của Pháp vì Pháp đã tham gia vào cuộc chiến ở Ukraine, họ đang gián tiếp tham gia vào cuộc chiến này. Tổng thống Pháp gần đây đã đưa ra những tuyên bố ngày càng thể hiện Paris sẵn sàng can dự vào xung đột Ukraine, rằng việc triển khai quân đội NATO vào Ukraine có thể xảy ra. Nhận xét này đã gây ra làn sóng phủ nhận từ các thành viên trong liên minh quân sự này. Cũng trong cuộc phỏng vấn trên, ông Macron từ chối giải thích chi tiết về vấn đề này và khẳng định ông muốn duy trì sự mơ hồ về mặt chiến lược xung quanh vai trò của Pháp và đồng minh ở Ukraine. Nhận xét của ông Macron về vấn đề bán đảo Crimea lặp lại quan điểm được lãnh đạo cao nhất Ukraine nhiều lần nêu ra kể từ đầu xung đột cho đến nay. Bán đảo Crimea đã tách ra khỏi Ukraine sau cuộc đảo chính Maidan năm 2014 ở Kiev và nhanh chóng được sao nhập vào Nga sau cuộc trưng cầu ý dân trên toàn bán đảo. Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk cũng tuyên bố ly khai trong năm 2014 kết quả dẫn đến cuộc khủng hoảng kéo dài suốt 8 năm ở miền đông Ukraine. Donetsk, Lugansk, Zaporizhia và Kherson của Ukraine được xác nhập vào Nga vào cuối năm 2022, sau khi ý tưởng này được người dân địa phương ủng hộ trong các cuộc trưng cầu dân Ý được tổ chức riêng biệt ở mỗi vùng. Moscow đã nhiều lần đưa ra tuyên bố rằng chủ quyền của nước này đối với Crimea và bất kỳ vùng lãnh thổ nào khác của Nga sẽ không được đưa ra làm điều kiện để đàm phán với bất kỳ quốc gia nào. Hãng Reuters ngày 16 tháng 3 đưa tin, Ukraine bắt đầu sơ tán hàng loạt dân tại tỉnh phía Bắc Sumy, gần biên giới Nga, sau thời gian bị dội pháo kéo dài. Tại khu vực gần cộng đồng Veripolisaka, chính quyền quân sự vùng Sumy cho biết hơn 180 cư dân đã được sơ tán trong 3 ngày qua. Giới chức Sumy từ lâu đã đưa ra các báo cáo hàng ngày về việc Nga pháo kích với các cuộc tấn công ngày càng gia tăng. Chính quyền cho biết các khu vực sơ tán là những nơi căng thẳng nhất ở vùng Sumy với 3 người thiệt mạng, 13 người bị thương chỉ trong năm ngày qua. Tổng cộng, có hơn 4.500 cư dân đã được sơ tán khỏi 22 ngôi làng ở vùng Sumi. Cộng đồng Velikopisaka nằm cách làng Kozinka vài km phía bên kia biên giới Nga. Làng Kozinka thuộc tỉnh Belgorod là nơi chính quyền địa phương tuần này cho biết một cuộc tấn công của các nhóm vũ trang gây thiệt hại đáng kể. Các nhóm này tự nhận là người Nga phản đối điện Kremlin và cho biết họ đang tiến hành một hoạt động quân sự trong khu vực. Thống đốc vùng Belgorod, Vyacheslav Laklapkov cho biết, các cuộc pháo kích vào các khu vực thuộc quyền quản lý của ông vẫn tiếp diễn hôm 14 tháng 3, khiến một người bị thương. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đe dọa rằng, Nga sẽ nhận sự đáp trả tương xứng từ lực lượng Ukraine. Ngày 15 tháng 3, Ukraine đã đẩy lùi 54 cuộc tấn công của Nga ở các thành phố Kupiansk, Liman, Adipka, tỉnh Donetsk và Novopalipka, tỉnh Zaporizhia, cũng như ba cuộc tấn công ở tỉnh Kherson tổng cộng có 68 trận giao chiến trên tất cả các mặt trận trong 24 giờ qua. Trong ngày, không quân Ukraine thực hiện 7 cuộc tấn công vào khu vực tập trung nhân lực, vũ khí và thiết bị quân sự của đối phương. Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, ngày 15 tháng 3, Nga đã tiến hành 57 cuộc không kích và 46 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bắn loạt vào các vị trí của lực lượng phòng vệ Ukraine và các khu vực đông dân cư. Ukraine cáo buộc các cuộc tấn công của Nga gây ra một số thương vong cho dân thường, khiến nhiều nhà dân và cơ sở hạ tầng dân sự khác bị phá hủy hoặc hư hại nặng nề. Reuters ngày 14 tháng 3 dẫn nguồn thạo tin cho hay, máy bay chở Bộ trưởng Quốc phòng Grant Sharp từ Ba Lan về Anh đã bị gây nhiễu tín hiệu khi di chuyển qua lãnh thổ Nga. Nguồn tin cho hay, tín hiệu vệ tinh GPS đã bị chặn khoảng 30 phút khi máy bay của ông Sharp di chuyển qua vùng Kaliningrad của Nga điện thoại di động cũng không thể kết nối Internet trong thời gian này. Tổ bay đã buộc phải sử dụng các phương pháp thay thế để định vị. Một nguồn tin giấu tên của Bộ Quốc phòng Anh cho biết, không quân Hoàng gia đã chuẩn bị tốt để đối phó với vấn đề này, nhưng cho rằng những sự việc như vậy sẽ gây ra rủi ro không cần thiết đối với máy bay dân sự. Bộ Quốc phòng Anh và Bộ Ngoại giao Nga chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin trên. Vụ việc không phải là lần đầu tiên, cũng không phải nghiêm trọng nhất khi một bộ trưởng thành viên NATO đối mặt với nguy hiểm do hành động quân sự của Nga. Tháng trước, một tên lửa của Nga đã phát nổ ngay gần đoàn xe của Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis khi ông đang thăm thành phố cảng Odessa của Ukraine cùng với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Moscow đã nhiều lần tuyên bố rõ sự hiện diện của những nhân vật quan trọng ở Ukraine không ảnh hưởng đến chiến dịch quân sự đặc biệt của họ. Hồi tháng 4 năm 2022, Nga đã tập kích thủ đô Kiev của Ukraine, dân lúc Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đang đến thăm thành phố. Ở những ngày đầu xung đột, Nga cũng tập kích vào Kyiv, bất chấp một số lãnh đạo châu Âu đang có mặt tại đây. Nga cũng cảnh báo bất cứ cố vấn quân sự, vũ khí nước ngoài nào hiện diện ở Ukraine đều có thể trở thành mục tiêu tấn công hợp pháp của họ. Moscow nhấn mạnh nếu NATO đưa quân vào Ukraine, điều đó thậm chí sẽ kéo theo một cuộc chiến hạt nhân. Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine từ ngày 24 tháng 2 năm 2022 với tuyên bố nhằm phi quân sự hóa và phi phát xít hóa chính quyền Kiev. Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng An ninh Nga ngày 15 tháng 3, Tổng thống Putin khẳng định, quân đội Nga đang từng bước đạt được các mục tiêu đã đề ra trong chiến dịch này, giành thế chủ động trên chiến trường. Trước đó, ông cho biết, Nga sẵn sàng đàm phán nhằm chấm dứt xung đột với Ukraine nếu có được các đảm bảo an ninh và bất cứ cuộc đàm phán nào đều phải dựa trên tình hình thực tế phó chủ tịch hội đồng an ninh quốc gia nga dmitry medvedev trong tuần này đã nêu ra công thức hòa bình của nga trong đó yêu cầu ukraine phải đầu hàng bồi thường thích đáng cho nga công nhận quyền kiểm soát của moscow đối với lãnh thổ ukraine